Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Như đã hứa thì chúng mình sẽ cùng nhau quay trở lại ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng mình sẽ cùng lắng nghe một cái bài văn hay mà chị đã chọn lọc để có thể chia sẻ cùng với các bạn. Vì chị biết rằng là ở trong cái giai đoạn này thì các bạn đang rất là cần những cái nguồn bài văn mà nó hợp với mình và có thể sử dụng được ngay, đúng không ạ? Thế nên là ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với các bạn cái này. Ok không? Trong cái cuốn sổ tay hành động của chúng mình, không biết là ở đây thì đã có những bạn nào sở hữu cái cuốn sổ tay hành động này rồi ạ? À, cái cuốn này thì nó đang bị ấy một chút này. Chắc là chị phải sửa lại. Đã có những ai sở hữu cuốn sổ tay hành động rồi ạ? Các bạn của chúng ta đã có ai sở hữu cái cuốn sổ tay hành động này rồi ạ? À, chúng ta có từng ngày làm những cái công việc gì luôn đúng không? Ok, xin chào 210 bạn đang xem phần phát trực tiếp này của chị. Ngày hôm nay thì các bạn muốn nghe bài văn mẫu về tác phẩm nào? Hãy nói cho chị biết nhé. Ngày hôm nay thì các bạn muốn nghe một bài văn mẫu về tác phẩm nào? Thế à, chị cảm ơn Huyền nhá. Cảm ơn em, lên fan cứng rồi này. Cảm ơn Huyền vì đã dành sự quan tâm cho chị. Rồi, các bạn muốn nghe bài nào ạ? Ok, Hương Quỳnh nói rằng là vợ nhặt đi chị ơi. À, ok, xin chào Trà My. Xin chào các bạn nhá. Các em ơi, quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay nhá. Ok, xin chào Phạm Ly. Xin chào Khánh. Xin chào Yến Nhi nhá. Xin chào các em, đất nước à, sóng à, vợ nhặt này. Để xem các cái đề xuất khác xem sao nhá. Sóng chị ơi, sóng chị ơi. Các bạn ơi, các bạn đang cần bài nào? Các em đang cần chị phát trực tiếp về bài nào thì các em cứ thoải mái comment tại đây nhá. À, chị thấy là đã sóng chiếm tỷ lệ khá là cao rồi. Tại sao các bạn lại muốn nghe một cái bài văn mẫu về bài sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh nhở? À, mấy khổ sau bài thơ đất nước có vẻ như là tỷ lệ đang được gọi là cân bằng rồi đây. Các bạn muốn nghe về tác phẩm nào ạ? Đất nước Việt Bắc. Nào, cứ thoải mái nhá, chị sẽ cho các bạn khoảng tầm 3 phút nữa rồi thì chúng ta sẽ cùng lựa một cái bài và chúng ta sẽ cùng phát với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay nha. Ok không nào? Chị thấy khá là nhiều bạn lựa chọn sóng, không biết sao thế nhở. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì sách của chị Hiên được free ship bởi vì là nhân cái dịp là fanpage học văn chị Hiên đã đạt 50.000 lượt thích đấy. Thế nên là nếu như mà bạn nào mà chưa sở hữu sách của chị Hiên ấy thì nhanh chóng sở hữu lấy một vài cuốn để về chúng mình ôn thi trong cái giai đoạn cuối này nha. Khá là ít khi thì mới được kiểu free ship như vậy. Chị nghĩ đây cũng là một cái cơ hội tốt và thuận lợi để chúng ta mua sách về chúng ta học. Bây giờ thì chỉ còn tầm khoảng tầm 2 tháng nữa thôi ấy là các bạn đã chính thức bước vào cái kỳ thi gian khổ nhất rồi. Nên là nhanh chóng trang bị cho mình những cái vũ khí lợi hại đi. Ok, xin chào Tống Hà. Đất nước Việt Bắc, hình như là các bạn đang rất là quan tâm đến thơ thì phải. Chị thấy ở đây có một cái xu hướng là hình như các em đang rất là quan tâm đến thơ đúng không? À, Việt Bắc cũng được chị ơi, đất nước ạ. Rồi, ok, chúng mình sẽ cùng đến với cái bài ngày hôm nay nhá. Chị thấy là cái lượt vote cao nhất ở thời điểm hiện tại. Hay là chị chơi luôn tất cả những cái bài mà các em cần được không? Nếu vậy thì chất quá nhở. Những bạn nào mà muốn mua sách thì các em sẽ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên để được tư vấn nhá. Ok không? Rồi các bạn ơi, ở đây thì chị thấy là chị cũng hy vọng là sẽ sớm có một ngày chúng ta nhìn thấy 100.000 lượt thích ở trên fanpage học văn chị Hiên. Thế thì chắc là sẽ tự hào lắm đây. Chắc chắn là như thế. Nếu như vậy thì chị sẽ cực kỳ là tự hào luôn. Rồi, các bạn ơi, ngày hôm nay chị sẽ chia sẻ với các bạn về một trong những cái bài thơ trước tiên nhé. Là một trong số những cái bài thơ mà các bạn đang yêu cầu rất là nhiều. Đó là bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bởi vì ở đây thì chị thấy cái lượt vote về bài thơ Sóng cực kỳ là nhiều. Và những bạn nào đang mong chờ một cái bài văn gợi ý về bài thơ Sóng thì nhanh chóng thả tim, chia sẻ giúp cho chị nhé. Các bạn ơi, ngày hôm nay sẽ là một cái bài văn cực kỳ là hay.
Nên chị mong là các bạn nhanh chóng chia sẻ phần phát trực tiếp này, bởi vì là có thể là admin sẽ kiểu vui tính mà ẩn nó đi đấy. Thế nên là các bạn ơi, nhanh chóng nhá. Nhanh chóng lên, nhanh chóng chia sẻ phần này nhá. Trước tiên đi ra để chia sẻ cái phần phát trực tiếp này trước đã, không là đến lúc tìm là không thấy luôn đâu. Ok không? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với 400 bạn, gần 400 bạn đang xem phần livestream này với chị. Chúng ta sẽ có một cái bài văn mẫu về bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không nào? Rồi, bài thơ Sóng của chúng ta sẽ có một cái đề bài như sau. Cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của hai khổ thơ sau. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Các bạn ơi, đây là cái dạng đề phân tích, và năm nay đối với cái dạng đề thi của các bạn năm nay ấy thì khả năng rất là cao sẽ vào cái này. Được không ạ? Khả năng cực kỳ là cao sẽ vào dạng đề phân tích, đến khoảng 90% là sẽ vào cái dạng đề phân tích. Thế nên là chị muốn là các bạn học thật là chắc về cái phương pháp làm dạng đề phân tích này. Được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với chị nhá, ở trong phần phát trực tiếp này. Bây giờ sẽ là cái bài văn dành cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể sử dụng bất cứ cái gì ở trong này cũng được, miễn là các bạn cảm thấy là, miễn là các em cảm thấy là nó phù hợp với bài viết của các em là được. Ok không ạ? Bài văn chị chia sẻ với các bạn bắt đầu như thế này. Nhanh chóng chia sẻ về trang cá nhân của mình nhá, không là bị ẩn mất là không tìm thấy đâu. Đến lúc muốn nghe lại cũng khó mà nghe được lắm. Rồi, bây giờ chị sẽ bắt đầu cùng với các bạn, 400 bạn đang xem phần livestream này như sau. Trong bài thơ Và Anh Tồn Tại, Lưu Quang Vũ đã viết: khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài, chỉ một người ở lại với anh thôi. Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi, khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới. Những vần thơ chan chứa tình yêu, lòng biết ơn khiến bao con tim độc giả tan chảy ấy gợi ta nhớ đến một nữ sĩ tài hoa, một nốt nhạc tươi xanh của thế hệ các nhà văn nhà thơ thời kháng chiến chống Mỹ, Xuân Quỳnh. Tên tuổi của bà gắn liền với những thi phẩm tuyệt tác đi cùng năm tháng như Hoa Dọc Chiến Hào, Gió Lào Cát Trắng, Tự Hát. Lời thơ của Xuân Quỳnh nảy sinh từ chính cuộc đời, và thơ của bà luôn phảng phất nỗi niềm của người phụ nữ trước những hạnh phúc đời thường. Sóng là một bài thơ như thế. Bài thơ chinh phục người đọc bởi những xúc cảm suy tư đầy nữ tính của người con gái khi yêu. Tìm hiểu về tác phẩm, ta không khỏi ấn tượng trước những nỗi niềm âu lo, trăn trở về một tình yêu, mong manh trước tháng năm và khát vọng được hy sinh, được dâng hiến để vĩnh cửu hóa tình yêu của mình trong hai khổ thơ cuối. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dấu rộng, mây vẫn bay về xa. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Nhắc đến Xuân Quỳnh là nhắc đến một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca Việt Nam hiện đại, một con người sinh ra để yêu và làm thơ. Ôi trời xanh xin trả cho vô tận, trời không xanh trong đáy mắt em xanh, và trong em không thể còn anh nếu ngày mai em không làm thơ nữa. Đối với Xuân Quỳnh, còn sống là còn cầm bút để viết thơ. Ngòi bút của nữ sĩ thăng hoa ở hai mảng đề tài chính là thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Những thi phẩm của bà luôn lôi cuốn hấp dẫn người đọc bởi một hồn thơ nhẹ nhàng, đôn hậu, gần gũi, giàu cảm xúc. Sóng là một trong những tác phẩm thành công nhất, tiêu biểu nhất cho hồn thơ của Xuân Quỳnh. Trong một chuyến công tác ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình vào năm 1967, sóng biển vô hồi khuấy động tâm hồn người nghệ sĩ, bà đặt bút viết thành công bài thơ này. Hình tượng sóng là hình tượng tượng trưng cho nỗi lòng của em mang khát vọng xô đến bờ anh, là tượng trưng cho nỗi lòng của người con gái mà trong tình của người con gái trong tình yêu mà nói như giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuyền, đó là cuộc hành trình khởi đầu là sự từ bỏ cái chật chội nhỏ hẹp để tìm đến một tình yêu bao la rộng lớn. Ok không ạ? Nhá, đấy là cái phần, chị đã hoàn thành cái phần mở bài và cái luận điểm số 1. Chào gần 500 đối thủ đang có mặt ở đây. Chị đang đọc trong cái cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm của Học Văn Chị Hiên. Nếu như mà các bạn cần thông tin về cuốn này thì các bạn nhắn tin cho admin luôn nhá. Ở trong này thì có rất là nhiều thứ mà các bạn cần. Chị sợ là admin sẽ vui tính mà ẩn cái video clip này đi, thế nên là các bạn nhanh chóng share về trang cá nhân của mình đã nha.
Ôi cảm ơn Khắc Nhật nhá, chị cảm ơn em. Cảm ơn em vì luôn luôn ủng hộ chị như thế. Rất là nhiều bạn 2K99, 2K, 2K1 vẫn theo dõi chị Hiên. Và điều đấy khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc lắm, thực sự luôn đấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục này, bắt đầu vào cái luận điểm số 2 ở trong phần thân bài. Đó là phần phân tích như sau các bạn nhé. Tiếp nối những xúc cảm suy tư, tính cách của người con gái khi yêu ở 7 khổ thơ trên là những vần thơ chất chứa niềm âu lo trăn trở của thi sĩ về tình yêu vĩnh hằng. Cuộc đời tuy dài thế, năm tháng vẫn đi qua, như biển kia dẫu rộng, mây vẫn bay về xa. Cấu trúc tuy vẫn dẫu vẫn, tạo nên sự đối lập rõ nét ở cả trục không gian và trục thời gian của lời thơ. Cuộc đời này tuy dài, nhưng rồi năm tháng cũng sẽ trôi qua, biển kia tưởng chừng là vô hạn đấy, nhưng mây vẫn sẽ bay đến nơi tận cùng. Bốn câu thơ cho thấy sự nhận thức của nhà thơ về sự hữu hạn của thời gian đời người. Dòng thời gian của đời người chỉ có chừng ấy là khoảng 60 năm hay 70 năm của cuộc đời. Với nhiều người, con số ấy thật lớn. Nhưng nếu đặt kiếp người này so với thời gian vô chung vô thủy của vũ trụ rộng lớn, thì thực chỉ là một khoảnh khắc, một khoảng thời gian hữu hạn. Nếu như ở những khổ thơ trên là giọng thơ sôi nổi, thể hiện một tình yêu, một khát khao mãnh liệt, thì đến khổ thơ này, ta thấy trong những vần thơ của Xuân Quỳnh phấp phỏng những niềm âu lo của những người đàn bà muôn thuở. Và ta cũng đã từng bắt gặp những câu thơ lo lắng về sự hữu hạn của thời gian đời người như thế trong thi phẩm Vội Vàng của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Xuân Quỳnh lo ngại, không biết thời gian đó của kiếp người ngắn ngủi có đủ để yêu thương hay không. Không phải tự dưng mà Xuân Quỳnh lại được gọi là người đàn bà, người phụ nữ của muôn thuở. Bởi trong lòng của người phụ nữ này bao giờ cũng chất chứa những âu lo trăn trở. Năm tháng rồi cũng sẽ đi qua, rồi chúng ta sẽ già và tình yêu của chúng ta liệu có phôi pha bởi dòng chảy của thời gian. Một nỗi âu lo thường trực của người phụ nữ về tình yêu. Của người phụ nữ về tình yêu, hạnh phúc của đời mình đã nâng tầm và tỏa rạng tình yêu lớn lao cao cả mà cũng rất đỗi gần gũi của thi sĩ dành cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên Xuân Quỳnh trăn trở. Nữ thi sĩ đã từng trăn trở rất nhiều trong bức thư gửi cho Lưu Quang Vũ cùng với những vần thơ của mình. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Đời người như khoảnh khắc hữu hạn, ngắn ngủi và mong manh như những áng mây bay về phía xa, mà có lẽ không biết bay cao, bay xa về đâu nữa. Thử hỏi tình yêu gắn với cuộc đời mong manh ngắn ngủi ấy còn nhỏ bé hữu hạn đến nhường nào. Thường thì khi lo âu, con người ta sẽ luôn nghĩ tới những điều tiêu cực hay thậm chí là dại dột. Nhưng Xuân Quỳnh lại hướng tới những điều tốt đẹp bằng cách em muốn vĩnh viễn hóa tình yêu của mình. Sau những câu thơ chất chứa những nỗi âu lo thường trực, trăn trở của tác giả về sự mong manh của tình yêu tưởng chừng như tuyệt vọng, lại là những vần thơ tươi sáng mang khát vọng, mong muốn được hy sinh, được hiến dâng để có thể vĩnh cửu hóa tình yêu của mình. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Câu thơ đầu tiên với hai từ làm sao mang sắc thái cầu khiến diễn tả nỗi khao khát bất tử hóa tình yêu của tác giả. Nếu như Xuân Diệu chống lại dòng chảy của thời gian vô chung vô thủy bằng sự chiếm lĩnh ôm, giết, hâu, say, cắn những tinh hoa đẹp đẽ ở trần đời. Ta muốn ôm cả sự sống bắt đầu mơn mờn, ta muốn giết mây đưa và gió lượn, ta muốn say cánh bướm với tình yêu, ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều. Thì Xuân Quỳnh đã tìm ra một phương pháp, một cách thức đầy nữ tính, đó là tôi nguyện một lòng mình hy sinh dâng hiến cho tình yêu, để hóa thân tình yêu của mình vào tình yêu lớn. Xuân Quỳnh ước mình có thể trở thành trăm con sóng nhỏ, đó là khát vọng hóa thân thành trăm nghìn con sóng để tan ra, để ngày đêm và ngàn năm sau còn vỗ với đại dương bao la vô tận. Trăm ngàn con sóng ấy là hình ảnh biểu trưng cho tình yêu cá nhân nồng cháy thiết tha cồn cào, muốn hòa mình vào biển lớn của tình yêu để bất tử hóa thứ tình yêu này. Hàng ngàn, hàng vạn năm nay, biển vẫn còn tồn tại, vẫn vô tận như thế, và sóng vẫn cứ mạnh mẽ, lặng lẽ, dịu êm, ồn ào xô vào bờ. Con sóng gắn với đời, còn biển, là còn những con sóng. Và như vậy là tình yêu của mình, tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh cửu, trường tồn. Xuân Quỳnh muốn hóa thân vào những con sóng nhỏ đó bởi lẽ để hòa mình vào cuộc đời, để sống mãi với tình yêu.
Đặt vào thời điểm ra đời của bài thơ này, đây có lẽ cũng chính là mong muốn mang tình yêu cá nhân của mình để hòa nhập vào tình yêu của Tổ quốc. Khát khao cháy bỏng cao cả trong tình yêu đã được nhà thơ bày tỏ một cách chân thành và táo bạo nhưng cũng đã thể hiện được sức sống của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ. Ngay trong cái hữu hạn mỏng manh của đời người, tình yêu đã được vĩnh cửu hóa, tình yêu được nâng tầm thành sự hy sinh, thành sự hiến dâng, hóa thân. Cảm xúc ấy cũng đồng điệu với những vần thơ trong bài thơ Thơ tình cuối mùa thu của nữ tác giả. Tình ta như hàng cây đã qua mùa gió bão, tình ta như dòng sông đã yên mùa thác lũ. Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn anh và em. Trang sách đã cập lại mà lời thơ ý thơ chân thành tha thiết của Xuân Quỳnh vẫn còn vang vọng mãi. Nó đã để lại những dư âm tốt đẹp, thân thương về một nỗi lo âu đàn bà, thế nhưng cũng thể hiện một khát vọng hy sinh cao thượng của người con gái một khi đã bước vào tình yêu. Đó là sự thống nhất giữa dịu dàng đằm thắm, thủy chung, cái truyền thống và những rạo rực khao khát mãnh liệt của tình yêu hiện đại. Thể thơ ngụ ngôn với tiết tấu nhanh, giàu tính tự sự và biểu cảm kết hợp nhuần nhụy với việc vận dụng một cách tinh tế khéo léo các biện pháp tu từ, đã thể hiện tài năng và ý chí mạnh mẽ, khao khát tình yêu thôi thúc ở trong lòng tác giả. Tình yêu của Xuân Quỳnh cũng như những con sóng ngoài khơi kia, ngàn năm còn vỗ mãi vào bờ, vượt lên cả sự hữu hạn của kiếp người. Được không ạ? À? Và đây sẽ là đoạn kết này. Thi phẩm sóng nói chung và đặc biệt là hai khổ thơ cuối là những tình cảm chân thành, nhân hậu, cao cả, những trăn trở cho một tình yêu vĩnh hằng khao khát và cháy bỏng của Xuân Quỳnh dành cho nửa kia của đời mình. Những vần thơ ấy, những đợt sóng ấy luôn trường tồn như chính thứ tình cảm rất gần gũi, thân thương mà lại rất lớn lao rộng mở em dành cho anh. Đến nay, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa đi biết bao nhiêu điều tươi đẹp trên thế giới này. Trái tim sinh học của Xuân Quỳnh đã ngừng đập những nhịp bồi hồi thổn thức. Những trăn trở của tình yêu cùng với những vần thơ nữ tính của bà vẫn còn sống mãi trong lòng người yêu văn chương. Như những gì Xuân Quỳnh đã viết: em trở về đúng nghĩa trái tim em, là máu thịt đời thường, ai chẳng có, vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa, nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi. Các bạn ơi, đó là bài của bạn Diệp Quốc Trinh. Bạn này thì là một bạn ở trong lớp học online của chị. Bạn ấy đang học trong cái lớp học ôn văn tối ưu của chị năm nay. Và đây là cái bài mà bạn ấy đã viết. Đây là cái bài mà bạn ấy đã viết về bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh, khi mà được cho cái đề đó chính là cảm nhận về hai cái đoạn thơ cuối trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không ạ? Các bạn thấy bài viết của bạn Diệp Quốc Trinh như thế nào ạ? Chị thì rất là ấn tượng về Diệp Quốc Trinh, bởi vì đây là một bạn nam chữ rất là đẹp, và viết văn thì đặc biệt là khi mà bạn ấy viết thơ, chị thấy được cái sự phóng khoáng của bạn ấy khi mà bạn ấy viết thơ. Tức là cách bạn ấy sử dụng từ ngữ, mọi thứ về phương pháp bạn ấy nắm rất chắc, và từ ngữ thì bạn ấy sử dụng cực kỳ là linh hoạt. Đó, thế nên là đây là một trong những cái bài rất là xuất sắc của bạn Diệp Quốc Trinh, là một bạn học sinh ở lớp online của chị. Thì đây là cái bài mà trích ra từ cái cuốn tuyển tập 40 bài văn mẫu trọng tâm, là những cái bài văn mẫu mà chị sưu tầm từ các bạn học sinh lớp online của chị, sau đó biên tập và chỉnh sửa lại để gửi đến các em những cái ấn phẩm tốt nhất. Đó, thế nên là ngày hôm nay cũng được free ship đấy. Nếu như mà các bạn mà có muốn mua sách thì hôm nay cũng là một cái cơ hội rất là thuận lợi. Chính xác, lại còn là bạn nam nữa các em ạ, chứ không phải là bạn nữ. Thật ra thì nếu như mà hỏi chị đây có phải là một cái bài viết hoàn hảo không, thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn, bởi vì chúng ta sẽ đánh giá cái sự hoàn hảo theo cách khác nhau. Còn đối với bản thân của chị thì bạn Trinh, bạn ấy đã làm được hai thứ. Một là bạn ấy rất là đủ ý, rất là đúng phương pháp. Và cái thứ hai là bạn ấy thể hiện được những cái cảm xúc rất là chân thực khi viết về hai cái đoạn thơ này, hai đoạn thơ cuối trong bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Thì chị nghĩ đó là một cái điều rất là tốt, và đó là theo cái quan điểm của chị. Còn tất nhiên, hay hay là không hay thì sẽ còn phải theo cái gì ạ? Sẽ còn phải theo cái nhận xét của các bạn và cái cảm nhận của các bạn nữa. Thì chị mong là nếu như mà bài văn ngày hôm nay đã tạo được ấn tượng cho các em, thì các em đừng ngại ngần mà share cái phần này về, và để chúng ta thỉnh thoảng nghe lại để ôn tập cái phần này cho tốt. Bởi vì đã 11 năm rồi thì bài thơ sóng chưa xuất hiện ở trong đề thi đại học.
Thật ra thì thầy cô hay là ai cũng, các bạn vẫn cứ nghĩ là bài thơ sóng thì nó sẽ rất là khó vào trong đề thi đại học. Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là chúng ta cần phải có niềm tin. Chúng ta cần phải có niềm tin với bộ giáo dục rằng là bộ rất là thương học sinh, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có niềm tin vào những gì mà chúng ta làm. Nên chị mong mỏi một điều là các bạn có thể cố gắng, nỗ lực hết sức trong giai đoạn này. Bây giờ chỉ còn 70 ngày nữa thôi. Thời gian trôi nhanh qua kẽ tay, đúng không ạ? Khô dần những chiếc lá. Thời gian trôi đi nhanh lắm. Nếu như mà các bạn mà không kịp học ấy, thì sẽ rất rất là khó luôn để cái thời gian chúng ta học, được không ạ? Sẽ rất là khó để có thể vượt qua cái kỳ thi phía trước. Chị cảm ơn các em rất là nhiều vì ngày hôm nay đã xuất hiện cùng với chị ở đây. Muộn như thế này rồi vẫn ở đây cùng với chị, đúng không ạ? Chị cảm ơn các bạn rất nhiều về điều đó. Ngày hôm nay thì nhân cái phần phát trực tiếp này thì chị cũng muốn là cảm ơn các bạn. Là vì sao? Là vì ngày hôm qua khi mà cái talk show đầu tiên số 01 về của Học Văn chị Hiên lên sóng, mặc dù là có nhiều thứ vẫn chưa được chỉnh chu, nhưng mà chị đã cảm thấy là có những cái tín hiệu phản hồi rất là tích cực từ các em. Thực sự luôn đấy, chị cảm thấy hạnh phúc lắm. Ngày hôm qua là một trong số những cái ngày mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc là vì những cái gì tâm huyết của Học Văn chị Hiên được các bạn chào đón. Và tới đây thì sẽ có rất nhiều những cái món quà bất ngờ nữa từ Học Văn chị Hiên mang đến cho các bạn. Chị mong là các em sẽ luôn luôn vững lòng ở bên cạnh chị, ở bên cạnh các anh chị trong team chị Hiên. Bởi vì là bản thân chị luôn luôn mong muốn là có thể mang những cái điều tốt nhất đến cho các em. Và mong là các em sẽ đón nhận nó, mở rộng trái tim của mình để đón nhận nó. Sẽ có nhiều thứ chưa được chỉnh chu, nhưng mà hãy đem một cái trái tim bao dung để tiếp nhận những gì mà chị tặng cho các bạn, được không nào? Cảm ơn các em rất nhiều. Hãy luôn luôn giữ cho mình động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Buổi sáng ngày mai, điều gọi các bạn dậy sẽ không phải là tiếng chuông đồng hồ báo thức nữa, mà chắc chắn sẽ là ước mơ của chính các bạn. Thế nên các em phải cố gắng lên, được không? Hãy giống như cái cuốn sổ tay này. Đây là cuốn sổ tay của team Học Văn chị Hiên luôn này. Điều nhỏ bé phi thường, được không ạ? Hãy làm theo những cái điều ở đây, làm theo những cái việc ở đây, ngày 1, ngày 2, các ngày tiếp theo, được không nào? Cái quyển này thì nó hơi bị ấy này, chắc là chị bị để kiểu nó đè lên á. Đấy, những cái quyển khác thì rất là xịn. Nên là chị mong là các bạn sẽ luôn luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Ngày mai, điều gọi các bạn dậy sẽ là ước mơ của các bạn. Hãy nhớ điều đấy nhá. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã xem cái phần phát trực tiếp này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần livestream tiếp theo. Chúc các bạn ngủ thật ngon nhé. Bye bye!